sát hại người tình tại khách sạn Cà Mau, nghi phạm liên tục nói nhảm, mất kiểm soát. Quảng Ninh sát hại hàng xóm rồi đến công an đầu thú. Vụ 14 người ngộ độc rượu trong đám tang ở Kiên Giang, nạn nhân thứ ba tử vong. Khánh Hòa, mâu thuẫn khi chơi pizza, hai nhóm hỗn chiến, một người tử vong. Bi kịch gia đình ba người tai nạn tử vong. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 11, lễ tang của người phụ nữ tử vong trong khách sạn ở Cà Mau đã diễn ra trong sự thương tiếc vô hạn của người thân. Trong khi đó, nghi phạm gây ra án mạng đã bị tạm giữ điều tra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai do nghi phạm mất kiểm soát. Liên quan đến vụ người phụ nữ bị người tình ra tay tử vong ở Cà Mau, ngày 12 tháng 11, công an tỉnh Cà Mau tạm giữ trong tình trạng khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Xuân, 58 tuổi, ngụ tại phường 8, thành phố Cà Mau. Người này là nghi can sát hại chị NTT, 39 tuổi, ngụ tại huyện Nam Căn, Cà Mau. Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết, sau khi ra tay khiến chị T tử vong, ông Xuân liên tục nói nhảm. Nghi can này liên tục đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát, nên cảnh sát chưa ghi được lời khai. Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông cầm gây gỗ ra tay với người phụ nữ ngay tại lối đi của khách sạn. Sau một lúc, người đàn ông dừng lại rồi nghỉ sau đó bật dậy tiếp tục ra tay hình ảnh camera cho thấy khi vụ việc xảy ra có một thanh niên đến can ngăn tuy nhiên do người đàn ông quá hung hăng nam thanh niên dừng lại lúc sau thanh niên mới kéo được người đàn ông đi nơi khác còn người phụ nữ được đưa vào bệnh viện đa khoa cà mau cấp cứu bác sĩ bệnh viện đa khoa cà mau cho biết chị tê bị đa chấn thương thương tích khắp cơ thể các vết thương rất nặng khi được đưa vào bệnh viện các bác sĩ chỉ kịp đặt nội khí quản truyền máu nhưng không thể cứu được nạn nhân bác sĩ cho biết thêm bản thân có gần 30 năm làm việc ở bệnh viện, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nạn nhân nhập viện với những vết thương nặng như vậy. Tối 11 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm. Sáng 12 tháng 11, gia đình chị T đã an táng nạn nhân tại xã Rạch Trèo. Chị Vũ Thị Chín, em của chị T cho biết, khi con ông Xuân báo tin để mọi người vào bệnh viện thì nạn nhân hôn mê sâu. Nhiều người bị sốc khi thấy trên cơ thể chị T chi chít vết thương. Theo chị Chín, ông Xuân và chị Tê quen nhau được khoảng 2 năm. Ông Xuân ly hôn vợ, còn chị Tê là quá phụ khoảng 8 năm nay. Tuy bị người nhà ngăn cản, nhưng ông Xuân nhiều lần tới lui cùng chị Tê. Do ông Xuân liên tục nói nhảm, cơ quan điều tra chưa làm rõ mâu thuẫn giữa hai người. Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến gia đình chị Tê đau đớn khôn nguôi. Trong đám tang, hai người con của nạn nhân đau đớn, bơ vơ. Không biết ngày tháng sau này nương tựa vào ai, khiến nhiều người rơi nước mắt. Hy vọng cơ quan điều tra sớm lấy lời khai làm rõ nguyên nhân để an ủi gia đình nạn nhân vượt qua đau thương này. Trong cuộc sống, thường ngày không thể tránh khỏi mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau. Đôi khi chỉ vì câu chuyện lông gà vò tỏi, hàng xóm có thể trở mặt, thậm chí ẩu đà với nhau. Mới đây chỉ vì cây bị đồ vào nhà, một người đàn ông ở Quảng Ninh đã bị hàng xóm sát hại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11, tại ngõ 46 thuộc tổ 15 khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Trà Cổ, nạn nhân là ông Bùi Văn Đề, sinh năm 1967, trú tại khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, đã bị hàng xóm là Đỗ Thanh Quân, sinh năm 1993, sát hại tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Đỗ Thanh Quân phủ chăn lên xác nạn nhân, rồi đến cơ quan chức năng tự thú. Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Quân khai, nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến án mạng là cách đây hơn một tháng, ông Đề đã chặt cây đổ vào nhà Quân. Cơ quan chức năng thành phố Móng Cái đã tiến hành tạm giữ Đỗ Thanh Quân đồng thời tổ chức khám nghiệm, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ là chặt cây vô tình đổ vào nhà mà đối tượng ghi thù, ra tay sát hại nạn nhân tàn nhẫn. Lẽ ra là hàng xóm hàng ngày ra vào đụng mặt nhau, hai bên có thể ngồi lại giải quyết khúc mắc, nhưng nghi phạm lại chọn cách cực đoan nhất khiến ai cũng phải khiếp sợ. Rượu bia có thể là thứ dùng để làm quen trong các bữa tiệc, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra những vụ việc đau lòng như tai nạn giao thông, hỗn chiến hay ngộ độc tử vong liên quan đến vụ 14 người ngộ độc rượu trong đám tang ở Kiên Giang, nạn nhân thứ ba đã tử vong trong chiều ngày 12 tháng 11. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 12 tháng 11, trong 5 người nhập viện liên quan ngộ độc rượu tại huyện An Biên, đến nay đã có 3 trường hợp tử vong. Cụ thể, bệnh nhân thứ ba tử vong tên là DVG trong vụ ngộ độc rượu đã được gia đình xin về để lo hậu sự. Trước đó có 5 trường hợp phải nhập viện, hai người đã tử vong là VVVA 37 tuổi và DVD 29 tuổi, cùng ngủ tại huyện An Biên tỉnh Kiên Giang. Hai người còn lại sức khỏe ổn định và đã xuất viện. Trước đó và chiều mùng 7 tháng 11, sau khi dự đám tang anh của ông NVT ở ấp Ba Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên, có 14 trường hợp nghi ngộ độc rượu metanol phải nhập viện điều trị. Trong đó có 5 bệnh nhân được chuyển từ trung tâm y tế huyện An Biên lên bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã thành lập tổ công tác xuống phối hợp với trung tâm y tế huyện An Biên trạm y tế xã Nam Yên cùng chính quyền địa phương và gia đình để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo giám đốc trung tâm y tế huyện An Biên, nguồn gốc rượu phục vụ tại đám tang không chỉ được mua ở địa phương mà có cả rượu chủ nhà đặt mua của người quen ở huyện khác. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu rượu, đưa đi kiểm nghiệm và khẩn trương điều tra xác minh nguồn gốc của số rượu này. Thực tế đã có rất nhiều vụ việc ngộ độc rượu do uống quá nhiều hoặc uống rượu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan, chỉ cần vui là được không quan tâm đến sức khỏe và an toàn của chính mình. Hy vọng sau vụ việc đau lòng trên đây, mỗi người sẽ tiết chế, không nên uống quá nhiều rượu bia, bởi bớt một chén rượu cũng không mất một cuộc vui, nhưng thêm một chén rượu có thể phải đánh đổi cả tính mạng. Gần đây có nhiều nhóm chọn giải quyết mâu thuẫn bằng cách lao vào hỗn chiến, hậu quả là không những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể xảy ra án mạng. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có một vụ hỗn chiến xảy ra giữa 6 người, khiến một người tử vong. Theo thông tin vào trưa 12 tháng 11, Lương Huỳnh Đức quê ở thị xã Ninh Hòa. Đức và đoàn Khánh Việt mâu thuẫn khi chơi pizza ở thị xã Ninh Hòa nên hẹn gặp nhau tại ngã ba Mỹ Chánh, phường Ninh Giang để giải quyết. Đức cùng với hai người bạn tới điểm hẹn. Nhóm của Việt cũng có ba người, hai nhóm đều mang theo hung khí. Tới điểm hẹn, hai bên lớn tiếng thách thức, sau đó lao vào xử nhau. Trong lúc ẩu đà, Việt bị Đức sút hung khí đâm tử vong. Còn một thành viên của nhóm Đức cũng bị thương. Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng do được gia đình vận động, cùng với biết công an đang truy lùng, nên nhiều giờ sau đã ra đầu thú. Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Khánh Hòa, khám nghiệm hiện trường tử thi và làm việc với những người liên quan điều tra vụ án. Có câu, một điều nhịn chín điều lành, giá như mỗi người chịu bình tĩnh, bỏ qua cái tôi, nói chuyện giải quyết đàng hoàng thì mâu thuẫn đã có thể được hóa giải. Nhưng hai nhóm người trong vụ việc lại chọn cách cực đoan để nói chuyện, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên vụ tai nạn giao thông trên đường Liên Xá khiến gia đình ba người thiệt mạng thương tâm. Người thân của các nạn nhân đau đớn khôn nguôi vì cú sốc quá lớn. Các nạn nhân tử vong là anh Bùi Khắc Đạt, sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh. Phạm Thị Hin, sinh năm 1988, vợ anh Đạt và cháu Bùi Khắc Dũng, sinh năm 2019, con anh Đạt. Cho đến nay, người dân sống xung quanh nhà bà Nguyễn Thị Nôm, sinh năm 1944, mẹ ruột anh Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ tai nạn chỉ cách nhà bà Nôm khoảng 500 mét. Một người hàng xóm kể lại, từ khi xảy ra sự việc đau lòng, bà Nôm như người mất hồn, khóc thương con, thương cháu đến khản tiếng. Ngồi trên thềm nhà với ánh mắt thất thần, anh Bùi Khắc Lượng, sinh năm 1974, anh trai của anh Đạt cho hay. Bố mẹ anh sinh được 7 người con, 3 trai, 4 gái, tất cả đều đã lập gia đình. Anh Đạt là con thứ 5. Năm 2008, anh Đạt lấy vợ và xuống xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh ở cùng gia đình vợ, Vợ chồng anh Đạt có ba người con, gồm hai trai một gái. Cháu lớn nhất năm nay học lớp 9, cháu gái học lớp 6 và cháu Dũng mới được 3 tuổi. Anh Lương cho biết, hàng ngày chú ấy đi ốp Trần Thạch Cao thuê với đồng lương ít ỏi. Vợ chú ấy ở nhà vừa chăm mẹ già yếu, vừa đưa đón con cái đi học. Hôm mùng 8 tháng 11, nhà có dỗ nên vợ chồng Đạt cùng cháu Dũng đi xe máy tự yên khánh về quê. Mới lúc sáng sớm tôi còn gọi điện, ấy vậy mà khoảng 9 giờ sáng đã nhận được thông tin. Tai nạn xảy ra cách nhà chỉ khoảng 500 mét, khi tôi chạy ra nhìn thấy cảnh đau lòng. Tựa vào cột gỗ, bà nôm như người mất hồn, sụt sùi khóc vì thương con thương cháu. Hai cháu tôi sẽ sống sao những ngày tháng tới. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 11, tại đường liên xã Gia Thủy, Gia Tường, thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C 02107 do Lưu Văn Nam, sinh năm 1966, trú tại Nho Quan điều khiển và xe máy mang biển kiểm soát 35B2 36511 do anh Đạt điều khiển, chở theo sau vợ và con. Hậu quả, anh Đạt, chị Hin và cháu Dũng tử vong tại chỗ. Anh Lượng nói, trước mắt chúng tôi đưa vợ chồng chú Đạt và cháu Dũng về chôn cất tại quê nhà Gia Sơn. Còn sắp tới, dự định cũng sẽ chuyển hai cháu là Bùi Khắc Phạm Nguyên và Bùi Thị Khanh Hiên về quê nội ở để tiện chăm sóc. Ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Sơn cho hay, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ với gia đình bà Nôm. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các thông tin tài liệu liên quan. Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cuộc đua giành ghế ở Thượng viện và Hạ viện cho cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022 diễn ra hết sức gai cấn, với sự bám đuôi xích sao của hai đảng trên các mặt trận ở các bang. Nếu như Đảng Cộng Hòa đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Hạ viện, thì Đảng Dân Chủ với chiến thắng tại bang Arizona đang tiến gần sát hơn đến quyền kiểm soát Thượng viện. Với chiến thắng ở bang chiến địa Arizona, Đảng Dân Chủ đã giành được 49 ghế ở Thượng viện, cân bằng số ghế với Đảng Cộng Hòa. Do đó, Đảng nào giành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ tại hai bang Georgia và Nevada. Phát biểu trên Twitter sau khi biết tin kết quả bầu cử ở Arizona, thượng nghị sĩ Kenley nói, cảm động trước sự tin tưởng của người dân đặt vào mình để có thể tiếp tục trở thành đại diện của Arizona ở Thượng viện. Quyền kiểm soát của Thượng viện, chương trình nghị sự trong hai năm tới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đều dựa vào kết quả bầu cử ở hai bang Nevada và Georgia. Đảng Cộng Hòa cần giành được cả hai ghế còn lại tại bang Nevada và Georgia, vốn đang do các thượng nghị sĩ dân chủ nắm giữ cuộc đua tại bang Nevada vẫn đang diễn ra rất gay cấn. Theo CNN, tính đến sáng 12 tháng 11, thượng nghị sĩ đương nhiệm Catherine Cortez Masto của đảng Dân Chủ đang bị chính trị gia Adam Lassan của đảng Cộng Hòa dẫn trước với khoảng cách chưa đầy 800 phiếu. Trong khi đó, tại bang Georgia, không ứng viên nào giành đủ 50% phiếu bầu cho cuộc đua vào Thượng viện. Do đó, Georgia sẽ tiến tới một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 6 tháng 12. Theo NBC News, với 99% số phiếu được kiểm đếm, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Raphael Warnock giành được 49,2% phiếu bầu, trong khi đối thủ Herschel Walker của Đảng Cộng Hòa nhận 48,7%. Theo luật tại Georgia, ứng viên phải nhận hơn nửa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nếu muốn giành chiến thắng. Đảng Cộng Hòa cần giành được 51 ghế để kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó, nếu Thượng nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm Catherine Cortez Masto có thể vượt qua ứng viên Adam Lassan tại Nevada, Đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Thượng viện vì đảng này chỉ cần 50 ghế, do Phó Tổng thống Kamala Harris đóng vai trò chủ tịch thượng viện và có thể bỏ là phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50. Còn trong cuộc đua ở Hạ viện, ứng viên dân chủ Grace Stanton sẽ thắng ghế Hạ viện đại diện khu vực bầu cử số 4 bang Arizona, CNN dự báo. Đối thủ của ông Stanton là Kelly Cooper, Đảng Cộng hòa. Với chiến thắng này, Đảng dân chủ đang có 203 ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng hòa có 211 ghế. Thưa quý vị, ngày cuối tuần, thủ đô Hà Nội ghi nhận thời tiết khá đẹp với gió nhẹ, trời im mát, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, ở một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ có mưa dài rác. Đáng chú ý, một số tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn cảnh báo nguy cơ cao, lũ quét sạt lở đất. Dự báo do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với sánh áp thấp bị nén dịch xuống phía Nam và đẩy dần lên. Ở khu vực Bắc Bộ, đêm 13 tháng 11 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng vùng ven biển từ chiều nay có mưa dài rác. Từ ngày 14 tháng 11, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Từ chiều và đêm 13 tháng 11 có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối nay có mưa rào và rông dài rác. Riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay có mưa rào và dài rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày 13 tháng 11, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai mưa rông, có nơi mưa to. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 10 đến 40 mm, có nơi hơn 50 mm. Các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi từ 30 đến 50 mm, có nơi hơn 70 mm. Các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai từ 50 đến 70 mm, có nơi hơn 90 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Dự báo thời tiết ngày và đêm 13 tháng 11 tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, ngày trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 18 độ C nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi hơn 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng vùng ven biển từ chiều và đêm nay có mưa dài rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ chiều và đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Có nơi hơn 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi hơn 30 độ C. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.